Rồi. Xin chào các bác. Nay rảnh rỗi muốn tháo cái con đồng hồ ra xem nó thế nào. Con này là con Casio AE1200WHD nhé. Con này thì em cũng mới mua thôi. Mới mua được tuần nhưng mà đeo nó cũng thấy xuất hiện mấy vết xước ở dây rồi. Trên này thì cũng chưa thấy xước, cơ bản là cũng chưa tiếp xúc với cái gì nhiều. Nhưng mà có cái này mặt kính bằng mặt mặt đồng hồ bằng nhựa mica nhé, dẫn đến là nó cũng rất là hay xước đấy, nên cũng phải dùng cái này thì phải phải giữ gìn tí. Hồi xưa thì ước ao được cái con đồng hồ Casio kiểu kiểu như này đeo lắm, nhưng hồi xưa thì nghèo không có tiền để mua, bây giờ còn nghèo hơn. Rồi, tháo này ra chơi nha. Tháo cái chốt này ra để cho nó dễ dễ tháo. Rồi mình đẩy này ra thôi. Rồi, đây đâu cái chốt này. Đó, cái chốt này. Đó. Rồi mình tháo được cái này ra rồi. Rồi mình vặn bốn cái ốc này ra thôi. Vặn bốn cái ốc này ra thôi. Bốn gốc này bằng inox nhé, khá dài đấy. Đó, một con. Các bác nhớ vặn chéo nhé, hoặc là các bác khi mà đóng nắp vào cũng thế, cũng đóng chéo như này thì nó sẽ cân lực thì sẽ cân bằng hơn. Đó, hai con. Ốc này dễ tháo mà, nhẹ. Ba con. Ui, sao ra rồi? 4 con. Rồi, các bác sẽ gỡ được cái lắp lưng nó ra thôi. Đây, cái lắp lưng nó đây. À, cho các bác nào mà tháo cái đồng hồ này biết cái loa của nó nhé. Cái loa này thì không biết nó cấu tạo như nào, nhưng mà nó phát ra được tiếng kêu. Kêu tít 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 ấy. Chả biết nó là cái thể loại gì, nhưng mà nó kêu được tít tít tít. Đây là cái loa của nó đấy. Rồi, trong này thì đây đây các bác nhìn nghiêng nghiêng cho thấy được có chữ Casio này, để đánh flat lên nào. À, đấy các bác thấy không, chữ Casio này, đó, made in China này, có chữ China ở đây này, China này, đó, số 3299 này. Đó. Chừng mấy cái mã này thì chả biết nó để làm gì, nhưng mà có thể được phân biệt được đồng hồ chính hãng hay không ấy. Rồi. Đây thì chắc là cục pin của nó. Thử tháo nó ra xem thế nào. Bóc cái này ra xem nào. À. Đây, cục pin ở đây. Xem nào, nó hãng gì. Cục pin này của Panasonic nhé. Made in Indonesia này. Cục pin này thấy bảo là dùng được 10 năm cơ mà. Chắc là pin xịn đấy. Rồi tháo ra, xem tháo được nữa không nhỉ? Đây đây. Đây. Đấy. Các bác nhấc lên nó nhẹ nó cũng lên rồi. Đây. Mặt kính của nó đây. À, đây. Đơn giản. Trong này. Và cái này thì nó quan trọng là mấy cái nút này này, nút này, này chống nước rất là tốt. À, nó có lò xo đàn hồi ở bên trong luôn nha, các bạn ấn ấn nhả ra nó sẽ tự nhả ra. Đó. Cảm giác cũng rất là chắc chắn đấy, có độ mút, độ đàn hồi tốt. Đó. Đây là người là cái máy của nó đây. Anh nhìn thấy thế nào? Đó. Hồi xưa trẻ con được cái đồng hồ này là thích lắm đấy, cảm ơn gia tài đấy. Thôi cũng tháo đến thế này thôi, tháo chơi chơi thế thôi chứ cũng có nghịch được cái gì đâu. Sau này mà có thay pin hết pin thì 10 năm nữa hết pin thì tự tháo thôi, thay dễ dàng thôi. Rồi bây giờ đóng vào.
áo vào thì các bác cũng nhớ là vệ sinh nó đi, tại vì nó có thể bụi nó vào. Hay là cái này là cái miếng này là cái miếng miếng ấy vào thôi, nên là miếng không không phải liền với vỏ, không phải liền với thân. Rồi lau này đi, này nó có bụi này đó. Tháo mấy cái này ra chắc chắn là dính bụi thôi. Rồi lắp vào, đừng có xịt, để xịt thì chắc là tránh động vào cái vỏ là được. Trên này bên này cũng xịt đi. Mẹ nó cứ ra kìa. Lắp vào rồi. Lắp vào điều này. Chuẩn rồi. Nó lắp vào cũng rất dễ dàng mà. Nhưng giả sử nếu nó có vướng cái nút thì mình tách nó ra cho nó xuống. Đó. Xuống rồi. À, bên này nữa. Đó, xuống rồi. Ok. Dán này vào. Cho đúng cái nguyên bản hồi xưa của nó đây. Chấm chỗ nào nhỉ? Đâu rồi? À đây đây đây. Nó như này. Ở đâu? À. Đó. Nguyên bản là thế đó. Bước phải hai đầu này bị quên xưa. Ở đâu? Đầu này chính xác rồi. Rồi, ok. Lắp nó lại thôi. Đó. Rồi, lắp lại ngon rồi các bạn. Giờ đóng cái nắp này lại. Chúng ta có chú ý đầu trên đầu dưới nhé. À, đầu này trên. Đầu này cũng trên luôn. Rồi, ok. Các bạn xoay ốc lại thôi. Quên cái ốc này bằng inox, nó không dính đâu, nó không hút nam châm đâu. Các bác cũng nhớ là xoáy lại thì xoáy chéo nhau nhé, sáu hoa xoáy xoáy con ốc nó xéo nhau tí. Xoáy vừa vừa thôi, lực vừa vừa thôi, bây giờ mà bạn bốn con ốc vào thì lực nó căng được, mà cái này vỏ nó bằng nhựa nên các bác cũng xoáy vừa tay thôi, không thì nó sẽ bị trơn ren đấy. Rồi bây giờ mà xoáy xong xong rồi đi vào ngâm nước xem nó sẽ còn chống nước được không. Rồi xoáy này ra này, chéo nhau này. Xoáy vừa vừa tay thôi nhé, xoáy quá là nó bị cháy ren đấy, cảm giác nó khít là được rồi. Rồi ok, cho cái này vào, cho cái chốt này vào. Chốt này thì cho vào thì các bác cho đầu trước, cho đầu vào trước đi. Rồi xong rồi, được rồi.
lấy cái đầu này, đầu lưỡi rắn này này. Đó. Mình kẹp vào đây là nó sẽ vào thôi. Đó. Ok. Rồi, xong xuôi rồi. Giờ mình đi mình nhúng nước xem nào. Đi nhúng nước xem nào. Xem là cái sợ là cái đây nước đây nhé. Nhật đây. Đó. Thôi, đúng rồi. Bên đâu có chết không? Sợ quá. À. Nó còn ngon đấy. À, quên, chả biết nó còn ngon hay không. Hy vọng là nó còn ngon. Đây, nè. Con này chống nước 10 mét cơ mà. À quên, 100 mét cơ mà. 13 mà. Này ngâm nó thoải mái, có tội là nó nhanh xước rồi. Đó, ngâm một lúc đi. Hy vọng là nó không vào nước. Nó vào nước là hỏng cái đồng hồ. Rồi, ok, chắc là nó không sao đâu. Rồi, cảm ơn các bác.